tiếp tục thử. Tiếp tục thử cái này, cái chân vịt cùi bắp. Võ Thái. Để đón gần thôi, đừng đi xa. Chạy thì nó mới phơi lên, còn nếu không là nó lì dưới nó thẩm á. Tại người ta với cái máy nó nặng thẩm xuống. Người ta với cái máy xuống mà thẩm xuống mình nhìn không có thấy được cái lường của nó. Khi nó chạy là nó lướt trên mặt nước, mình mới thấy được cái lường của nó hót cái điểm đó, đó. Chắc nó cũng phối hợp cái gió cho nó lòn xuống cái lường đó hay sao đó, mà chạy thấy nó không có bị cất, chạy rất là đầm, rất là im, chạy mượt trên mặt nước. Tốc độ thì không có nhiều, nhưng mà tại vì chưa có dám chơi mấy cái máy thứ dữ. Đưa mấy cái máy dòng 2 thì xuống đây chạy mới đã. Mình chơi với tốc độ an toàn chứ mình không có liều như bên Thái mà chơi ghê quá. Chơi mục đích là cho coi được vậy thôi, cho vui. Chứ... chạy mà chăm ngoài là bên ở đây có cái máy đó. Cái máy 2 thì của Lập. Máy đó là bây giờ đang độ lên nữa đó. Thì cái đó bỏ xuống cái vỏ này chắc khẩm chạy không được đâu. Máy nó cũng nặng. Thấy nó nhỏ vậy chứ nó nặng. Giờ đang đổ về nha. Tới chị Lu chơi. Thử nãy giờ không biết mấy cái chân vịt rồi. Anh em có xem clip thì cũng đăng ký ủng hộ mình nha. Rồi cũng để lại bình luận anh em mình nói chuyện đồ chơi. Có gì đâu. Nói là có gì bị vi phạm luật cộng đồng hay gì thì mình vô mình gỡ hết cho không sao đâu. Mình thỉnh thoảng vô đó anh em cũng có dính những cái lời nói mà YouTube nó không chịu.